Tôi rất vui được chào đón các con quay trở lại với khóa học Tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Mở đầu bài học này, cô mời chúng con cùng theo dõi ba hình ảnh sau đây. Theo các con, hình ảnh nào xuất hiện chiếc trống trường? Rất thông minh. Các con có thể thấy hình ảnh thứ hai và hình ảnh thứ ba này có những chiếc trống nhưng đó là chiếc trống làm nhạc cụ trong âm nhạc còn ở hình ảnh đầu tiên hình ảnh chiếc trống trường rất to uy nghiêm có giá đỡ như thế này và đó là chiếc trống trường các bạn nhỏ của cô thân mến ở bài học trước chúng mình đã đến với cây bàng bên lớp học cây bàng mỗi ngày ghé vào cửa lớp nghe cô giáo giảng bài nó buồn thiu khi các bạn được nghỉ không nghe được tiếng vui cười của các bạn học sinh nhưng lại tưng bừng vui vẻ khi được gặp lại các bạn nhỏ vào những buổi học một trong những vật dụng cũng gần gũi với chúng mình ở trường học đó là chiếc trống trường trống trường báo hiệu với các con giờ vào lớp giờ ra chơi chống trường giúp cả trường thực hiện những hiệu lệnh cho nghiêm túc. Nói về chiếc chống trường ấy, chúng mình cùng vào bài học số 5. Bác chống trường. Mở đầu bài học này, cô giới thiệu với các con vần mới. Vần có sự kết hợp của chữ ghi âm E, chữ N và chữ G Các con ghép lại theo thứ tự sắp xếp và chúng ta được vần N Các con đọc lại vần này đánh vần E Ngờ N N Thông qua giới thiệu về vần N các con hãy xác định giúp cô tiếng nào trong các tiếng sau đây chứa vần en. Với cách đọc của vần en như vậy, chúng mình có bài tập đọc. Các con dành thời gian đọc đánh vần. Và bây giờ, cô mời chúng mình cùng đọc trơn. Bác trống trường Tôi là trống trường Thân hình tôi đẩy đà Nước da nâu bóng Học trò thường gọi tôi là bác trống Có lẽ vì các bạn thấy tôi ở trường lâu lắm rồi Chính tôi cũng không biết mình đến đây từ bao giờ hằng ngày tôi giúp học trò vào lớp đúng giờ ngày khai trường tiếng của tôi dõng dạc tùng 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 báo hiệu một năm học mới bây giờ có thêm anh chuông điện thỉnh thoảng cũng ren 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 báo giờ học Nhưng tôi vẫn là người bạn thân thiết của các cô cậu học trò Huy Bình Chúng mình đã vừa được đọc bài tập đọc Bác chống trường Nếu như chưa thể đọc được lưu loát các con cũng có thể dừng lại video lâu hơn, dành thời gian rèn luyện kỹ năng đọc. Trong bài tập đọc này, các con chú ý cho cô nghĩa của ba từ. Đẩy đà có nghĩa là to béo, mập mạp. Nâu bóng là màu nâu và được phủ một lớp bóng bên ngoài. Báo hiệu được hiểu là báo cho biết rằng hiệu lệnh hoặc tín hiệu. Với nghĩa của các từ như vậy, chúng mình cùng đọc lại bài tập đọc Bác chống trường. Để tìm hiểu chi tiết về bài tập đọc này, cô có những câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, trống trường có vẻ ngoài như thế nào? Đúng rồi, chúng ta theo dõi ngay ở những câu đầu tiên của bài tập đọc. Chúng ta thấy được Trống trường có vẻ ngoài với thân hình đẫy đà và nước da nâu bóng. Với thân hình này, trống rất to và rất đẹp. Các bạn học trò cũng thường gọi trống trường là bác trống. Vậy thì theo các con, vì sao các bạn học sinh thường gọi trống trường là bác Bác chống trường tự kể về mình và bác ấy xưng tôi. Bác chống trường cũng lý giải lý do mình được gọi là bác. Có lẽ vì các bạn học sinh thấy bác chống trường xuất hiện ở trường học từ lâu lắm rồi. Xuất hiện lâu đến nỗi, chính bác chống trường cũng không biết mình đến đây từ bao giờ. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu với nội dung của câu hỏi số 3. Theo các con, hàng ngày chống trường giúp học sinh làm gì? Chính xác! Ở đoạn văn thứ hai các con đọc được Hàng ngày bác chống trường giúp học sinh vào lớp đúng giờ Không chỉ có mặt ở trường học vào mọi ngày Ngày trọng đại nhất là ngày khai trường Chống trường cũng góp phần không nhỏ Theo các con, ngày khai trường tiếng trống báo hiệu điều gì? Cô khen chúng mình rất giỏi. Tiếng trống trường tùng, 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 rõng rạc vang lên vào ngày khai trường, báo hiệu một năm học mới. Và bác trống trường cũng kể, bây giờ có thêm anh chuông điện giúp báo đúng giờ cho các bạn học sinh. Nhưng cô có câu văn sau đây. Câu văn bác trống trường là chấm 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 của các cô cậu học trò. Các con hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống nhé. Chính xác, khi xuất hiện thêm anh chuông điện, anh chuông điện cũng góp phần giúp cho các bạn học sinh vào lớp đúng giờ. Nhưng bác chống trường vẫn là người bạn thân thiết của các cô cậu học trò và chúng ta điền được vào chỗ trống cụm từ người bạn thân thiết. Vậy là thông qua những câu hỏi vừa rồi, cô trò chúng mình đã tìm hiểu được bài học Bác chống trường. Video của chúng ta xin phép được dừng lại ở đây. Cô hẹn gặp lại chúng mình ở video thứ hai của bài giảng này nhé.